Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị và các bạn, tuần nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Toàn cảnh vụ bắt cóc sát hại thương tâm bé gái 2 tuổi tại Gia Lâm. Sau trận mưa lớn Hà Nội chìm trong biển nước, nhiều tỉnh thành tan hoang vì mưa lũ. Hé lộ giá trị tiền tỷ của những biển số đấu giá. Khởi tố đối tượng sinh năm 2000 đâm tử vong trung úy, những thông tin mới nhất về nạn nhân và việc phân bổ 110 tỷ tiền ủng hộ trong vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, sự việc cháu bé 2 tuổi tại Hà Nội bị bắt cóc rồi sát hại thương tâm cho tới nay vẫn làm dư luận không khỏi bàng hoàng và xót xa. Bởi tính chất vụ việc vô cùng nghiêm trọng, nghi can sau đó đã tử vong và được tìm thấy trên sông Đuống. Cơ quan chức năng xác định chiều ngày 19 tháng 9, giáp Thị Huyền Trang 27 tuổi, trú huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang đã bắt cóc bé gái nở hát thờ, 2 tuổi ở huyện Gia Lâm Hà Nội. Nghi can này được gia đình nạn nhân thuê để làm giúp việc. Sau khi bắt cóc, Trang đưa bé gái đến xã Mễ Sở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, đồng thời yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển 1,5 tỷ đồng tiền chuộc. Gia đình bé gái sau đó đã chuyển cho Trang 350 triệu đồng. Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 20 tháng 9, công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể cháu thờ tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông NXT, 62 tuổi ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Xung quanh hiện trường là cánh đồng nhiều chuối và ổi. Lực lượng chức năng đã phong tỏa đường dẫn vào khu vực này để làm công tác khám nghiệm. Đến khoảng 17 giờ 40, sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, thi thể của bé gái được đưa khỏi hiện trường. Bà B, một người dân ở thôn Đồng Quê cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của bé gái khoảng 10 giờ hôm nay. Khoảng 17 giờ hôm nay, ngày 19 tháng 9, người thân của tôi nhìn thấy một cô gái khoảng 25 tuổi đi xe tay ga, chở theo một em bé di chuyển theo hướng đi ra Nghĩa Trang, thôn Đồng Quê. Người này có hỏi cô gái đi đâu thì cô gái này nói chở cháu đi mua thuốc. Lúc đó bé gái khóc rất nhiều. Khi được người dân chỉ đường ra hiệu thuốc thì cô gái này di chuyển về khu vực cánh đồng cạnh canh Tây, thôn Đồng Quê. Nhiều khả năng cô gái đã gây án tại đây, sau đó dìm bé gái xuống ao trong cánh đồng, bà B nhận định. Một người dân khác cũng cho hay, sau đó cô gái đi xe máy đến chợ Mễ Sở để mua quần áo. Thời điểm này quần áo của cô gái ướt hết. Ngay sau khi thay quần áo mới, cô gái này di chuyển về bến đỏ Bình Minh, huyện Khói Châu, vứt lại xe máy rồi đón xe taxi chuyển đi nơi khác. Theo lời kể của ông Tê, chủ một hàng tạp hóa đầu đường mòn đi vào ao nước kể lại, khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 9, ông vô tình bắt gặp một cô gái đi xe máy màu trắng, chợ đằng trước là một bé gái. Cô gái này hỏi đường đi chợ Mễ Sở, sau khi xem hình ảnh nhận dạng của nghi phạm, Ông Tê xác nhận cô gái mà ông gặp hôm qua chính là người bắt cóc bé gái. Vào tối ngày 21 tháng 9, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể phụ nữ ở khu vực hạ lưu sông Đuống, gần cầu Phú Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngay sau đó, thi thể người phụ nữ này đã được đưa lên bờ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh xem thi thể nữ giới đó có phải Giáp Thị Huyền Trang hay không. Qua nhận dạng ban đầu, thi thể phụ nữ được tìm thấy trên sông Đuống khả năng là Giáp Thị Huyền Trang vì hình dáng và quần áo tương đồng với hình ảnh đối tượng gây án. Trên người thi thể này không có giấy tờ tùy thân. Thế nhưng để khẳng định thi thể này có phải là đối tượng gây ra vụ bắt cóc sát hại cháu bé hay không thì phải giám định ADN. Ông Trần Công Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, tối ngày 21 tháng 9, lực lượng của công an Hà Nội đã về địa phương đưa bà L, mẹ nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang đi xét nghiệm ADN. Sáng ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để điều tra về tội giết người. Đến tối cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội xác nhận kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên sông Đuống là Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, kẻ bắt cóc sát hại cháu bé 2 tuổi. Vấn đề pháp lý mà nhiều bạn đọc thắc mắc là khi nghi can chết thì vụ án sẽ được giải quyết như thế nào? Về vấn đề này, Thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng theo từng hành vi. Cụ thể với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Thượng tá Vân phân tích, Trang gây án tại huyện Gia Lâm Hà Nội, vì vậy Công an Hà Nội sẽ ra quyết định khởi tố đối với Trang. Còn với hành vi sát hại bé gái diễn ra tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ là cơ quan ra quyết định khởi tố. Thực tế Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Trang về tội giết người. Theo Thượng tá Vân, sau khi khởi tố, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra dựa vào các chứng cứ tài liệu, diễn biến thực tế của vụ án để đưa ra kết luận. Trong trường hợp đối tượng gây án đã tử vong, Thượng tá Vân cho biết cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can, đồng thời đưa ra kết luận tử vong của bị can. Liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo chí, luật sư Tạ Phương, văn phòng luật sư Trung Hòa, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết trong trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ xem xét vụ án có yếu tố đồng phạm hay không. Quá trình điều tra nếu nhận thấy vụ án có yếu tố đồng phạm như có người cung cấp số tài khoản ngân hàng, có người giúp sức cho đối tượng này phạm tội thì vụ án vẫn được triển khai điều tra xem xét đối với đồng phạm. Trường hợp nhận thấy không có dấu hiệu đồng phạm mà người bị buộc tội đã chết thì trách nhiệm hình sự đối với họ sẽ bị đình chỉ theo điều 230 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Trường hợp bị can chết, cơ quan điều tra phải ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can đó về vấn đề bồi thường, gia đình bị hại sẽ phải khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự. Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Nếu hành vi phạm tội của bị can đã chết mà gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường thiệt hại đó theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận các bên. Và những người thừa kế của bị can bị cáo đã chết sẽ được xác minh là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trách nhiệm của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan này được xác định như sau: nếu người chết là bị can để lại di sản thì di sản này sẽ được dùng để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho người thiệt hại. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm phối hợp giải quyết. Nếu người chết là bị can để lại di sản trong đó có phần của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như tài sản chung vợ chồng, tài sản chung với người khác thì cơ quan tố tụng phải xác định phần tài sản của người chết là bao nhiêu thì phần đó là di sản và phải dùng để thực hiện nghĩa vụ của người chết là bị can đối với người bị thiệt hại. Sau đó nếu còn dư thì sẽ chia cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất như cha mẹ, vợ con. Nếu bị can, bị cáo đã chết, không còn tài sản thì người bị thiệt hại không có căn cứ để yêu cầu bồi thường. Người thân của người này cũng không có nghĩa vụ phải bồi thường thay, trừ khi họ tự nguyện bồi thường thay người đã chết. Vụ việc đau lòng này vẫn được cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Qua sự việc này, bản thân mỗi gia đình và các nhà trường cần tiếp tục cẩn trọng trong việc chỉ định người đưa đón con em mình, các bậc phụ huynh cần cẩn trọng trong khâu tuyển chọn người giúp việc hoặc bảo mẫu trông trẻ tại nhà. Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, trong những ngày qua, mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại thành phố Hà Nội, sau trận mưa liên tục từ đêm ngày 27 tháng 9 đến sáng ngày 28 tháng 9, đã khiến hàng loạt tuyến phố lớn chìm trong biển nước, giao thông ách tắc nhiều giờ. Hàng loạt quận Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm, mưa xối xả, trời tối đen. Trong đó, quận Hoàng Mai địa hình thấp, Hứng lượng mưa lớn nhất là 105 mm trong 6 tiếng nên bị ngập sâu, hầu hết khắp tuyến đường ngõ ngách trên địa bàn bị ngập, nước tràn vào công sở và nhà dân. Tại quận Thanh Xuân, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Quốc Duy Tiến có đoạn ngập tới 0,5 m, đặc biệt đoạn đường Nguyễn Trãi qua Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ngập tới 0,7 m, hàng loạt xe chết máy giữa đường và giao thông bị tê liệt. Học sinh sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và trường Trung học phổ thông chuyên Nhân văn phải lội nước đến trường nhiều em ướt hết quần áo ba lô các phòng học phòng chức năng bị ngập đến mắt cá chân nhà trường vẫn dạy học cho những em đã đến lớp nằm trong ký túc xá mễ chỉ một điểm trũng thấp của quận thanh xuân trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên bị ngập ngang gối hầu hết học sinh đến muộn hoặc không thể vào trường do ngập sâu ban giám hiệu sau đó phải cho toàn bộ học sinh nghỉ học đại lộ thăng long nối trung tâm thủ đô với các huyện hoài đức quốc oai thạch thất mưa rồn rập nước dâng cao mỗi lần ô tô phóng qua lại tạo sóng như sông Tại đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, mưa xối xả khiến nước ngập trên đoạn đường dài khoảng 2 km, một số vị trí ngập sâu 0,5 m. Giao thông trì trệ từ cầu Dậu đến nút giao khuất Duy Tiến, nhiều người đi xe máy phải để xe dưới lòng đường vào trú dưới gầm vành đai ba trên cao. Mưa to ngập khắp nơi khiến giao thông Hà Nội bị rối loạn, nhiều người phải chôn chân giữa đường, gọi điện đến cơ quan xin đến muộn hoặc nghỉ làm. Nhiều người mất gần 2 tiếng đồng hồ cho khoảng 2 km di chuyển từ cổng Đại học Quốc gia Hà Nội đường Xuân Thủy đến Phạm Văn Bạch quận Cầu Giấy. Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, chỉ trong hai đợt mưa, lượng mưa cao nhất ghi nhận tại quận Hà Đông là 124 mm, quận Hoàng Mai 123 mm, huyện Hoài Đức 96 mm và quận Thanh Xuân 91 mm. Trong khi đó, mực nước sông hồ đang cao khiến việc thoát nước chậm, hàng loạt khu vực bị ngập như Phú Xá, khu đô thị Resco Hoa Bằng, Dương Đình Nghệ, Cang Nam, Phạm Văn Trường, Trần Bình, Nguyễn Chính, Huỳnh Thúc Kháng, Vương Thừa Vũ, Bùi Sương Trạch, Tố Hữu, Hầm Chu Đại Lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Nguyễn Xiển, Triều Khúc, Quang Trung, Tô Hiệu, Hà Đông. Hà Nội từng trải qua nhiều đợt ngập diện rộng, lớn nhất trong hai năm qua là đợt 29-30 tháng 5 năm 2022, làm xuất hiện khoảng 100 điểm ngập lớn nhỏ, giao thông Hà Nội hỗn loạn. Ngoài lý do mưa vượt giá trị lịch sử, 2 giờ mưa 138 mm, các nhà quản lý và chuyên gia cũng chỉ ra rằng hệ thống thoát nước thiếu đồng bộ, dự án thoát nước chậm tiến độ, bất cập trong đầu tư quy hoạch, diện tích mặt nước cây xanh giảm. Trước đó, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đổ bộ Thừa Thiên Huế dạng sáng ngày 26 tháng 9, lần lượt gây mưa cho các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Mưa lớn kèm rông lốc những ngày qua ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã làm 8 người chết và mất tích, 9 người bị thương. Hơn 1.000 nhà dân bị ngập, cô lập, gần 39.000 hecta lúa hoa màu bị ngập và hư hại. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn kèm rông lốc từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại rất nặng nề. Trong đó có một người chết do lũ cuốn trôi tại suối Bưng thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Tại Sơn La có 3 người mất tích và Yên Bái có 1 người bị thương. Mưa lũ cũng làm 197 con gia súc gia cầm ở Hòa Bình bị chết và hàng chục ngôi nhà bị ngập. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mưa lớn kèm lốc xét xảy ra từ ngày 24 đến ngày 28 đã khiến 3 người chết. Trong đó, Quảng Trị có 1 người do xét đánh, Thanh Hóa 3 người do lũ cuốn trôi và 8 người bị thương ở Thừa Thiên Huế. Tại Nghệ An đã có khoảng gần 2.000 ngôi nhà bị ngập và cô lập, nhiều xã bản ở các huyện Thanh Trương, Quỳ Châu, Quế Phong bị ngập, khiến người dân trắng đêm gom đồ đạc, chạy lên nơi cao tránh lũ. Thậm chí vào khoảng sáng ngày 27 tháng 9, khoảng 40 học sinh của trường Trung học phổ thông Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu phải trèo lên nóc nhà cầu cứu lực lượng chức năng khi nước lũ dâng ngập toàn bộ phòng trọ nơi các em đang thuê ở. Trận lũ bất ngờ đã khiến nhiều học sinh rơi vào khó khăn khi toàn bộ tài sản đồ dùng học tập bị hư hỏng hoặc trôi theo dòng nước. Trong đó thiệt hại nặng nề khoảng hơn 200 em, 287 em bị mất toàn bộ sách vở, quần áo, đồ dùng cá nhân. Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa lũ, ngày 28 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 898 CDTTG gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và các bộ ngành về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Công an cho biết phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên vào ngày 15 tháng 9 năm 2023 vừa qua đã diễn ra thành công. Trong phiên đấu giá này ghi nhận mức giá cao nhất lên đến khoảng hơn 32 tỷ đồng cho một biển số. Tổng số tiền chúng đấu giá biển số xe trong ngày 15 tháng 9 là hơn 82 tỷ đồng. Từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 15 tháng 9, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đã tổ chức đấu giá biển số xe ô tô phiên thứ nhất, bao gồm 11 biển số xe ô tô, gồm 19A 55555, 55, 30K 55555, 55,

thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng. Trong đó biển số 51K88888 của địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức đấu giá kỷ lục lên tới 32,34 tỷ đồng. Hai biển số ở Hà Nội 30K55555 55 và 30K56789 được khách hàng trả lần lượt là 14,12 tỷ đồng và 13,075 tỷ đồng. Các biển số ở địa phương khác có kết quả đấu giá từ 650 triệu đồng đến 4,27 tỷ đồng. Tổng số tiền trúng đấu giá biển số xe trong ngày 15 tháng 9 là hơn 82 tỷ đồng. Sau khi kết thúc phiên đấu giá biển số xe, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ công an sẽ ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. Người trúng đấu giá biển số sẽ nhận được thông báo qua email hoặc tin nhắn điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người chúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền chúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an sẽ cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe chúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người chúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Theo Bộ Công an, đấu giá biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích. Việc khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và công khai minh bạch trong công tác đăng ký quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết đã có 3 khách hàng chúng đấu giá các biển số xe ô tô siêu đẹp trong phiên đấu giá ngày 15 tháng 9 nộp đủ số tiền theo quy định. Cụ thể, ba biển số đã được người trung đấu giá nộp đủ số tiền là biển số 99A66666 tỉnh Bắc Ninh, mức trung đấu giá là 4,27 tỷ đồng. Biển số 43A79999 của thành phố Đà Nẵng, mức trung đấu giá là 1,16 tỷ đồng. Và cuối cùng là biển số xe tỉnh Hải Phòng 15K18888, mức trung đấu giá là 650 triệu đồng. Người trung đấu giá khi nộp tiền được trừ đi 40 triệu đồng đặt cọc trước phiên đấu.

30K555555 14,12 tỷ đồng và 30K56789 13,075 tỷ đồng. Được biết người chung đấu giá hai biển số 51K88888 và 30K56789 với giá hơn 45 tỷ đồng là một đại gia tỉnh Thanh Hóa. Theo báo dân Việt đưa tin, vị đại gia Thanh Hóa này liên tục đăng tải thông tin trên mạng xã hội là không có nhu cầu bán hay nổi tiếng. Thế nhưng người này cũng đăng bài viết đăng ký đấu giá 93 biển số, nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa phần đều cho rằng vị này nên thanh toán hơn 45 tỷ đồng cho hai biển 51K 88888 và 30K 56789 rồi hãy tiếp tục khoe đấu giá những biển số khác. Theo quy chế phiên đấu giá, người chúng phải thanh toán toàn bộ số tiền vào tài khoản chuyên thu số 1410 của Bộ Công an mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình sau khi trừ 40 triệu tiền đặt cọc. Tại Nghị định số 39-2023, Chính phủ quy định nếu người chúng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời gian quy định, kết quả đấu giá sẽ bị hủy, biển số xe sẽ được đưa ra đấu giá lại. Đồng thời, số tiền đặt trước 40 triệu đồng sẽ không được hoàn lại và được nộp vào ngân sách nhà nước. Vừa qua, ngày 25 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tiến Mạnh, sinh năm 2002, quê ở xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, về tội giết người. Đây chính là kẻ đã đâm gục anh Đỗ Văn Tú, trung úy Công an thị trấn An Bài, khi anh Tú đang làm nhiệm vụ. Theo thông tin đã được ghi nhận, vào khoảng 21h30 ngày 22 tháng 9, nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên lạ mặt đã nhiều lần xuất hiện tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với nhiều biểu hiện bất thường, nghi là có ý định trộm cắp tài sản. Trung úy Đỗ Văn Tú, 25 tuổi, cán bộ công an thị trấn An Bài đang trực ban đã nhận nhiệm vụ đi xác minh. Khi tiếp cận đối tượng, chưa kịp kiểm tra hành chính, anh Tú đã bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm, chém nhiều nhát rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Mặc dù đã được các y bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình tập trung cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng Trung úy Đỗ Văn Tú đã không qua khỏi. Theo đó, kết quả khám nghiệm đã xác định trên người, mặt, cổ tay, chân của Trung úy có nhiều vết đâm, trong đó có vết đâm trúng tim. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 14 giờ, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được đối tượng gây án là võ Tiến Mạnh, 21 tuổi, quê quán xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Nhắc tới sự việc này, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết. Điều đáng chú ý chính là dù đối tượng đã biết rõ nạn nhân là công an nhưng vẫn ra tay sát hại tàn nhẫn khiến nạn nhân tử vong. Đây là một hành vi đầy manh động thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Về phía gia đình nạn nhân, sau khi biết tin Trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, ngôi nhà của anh tại thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, rất đông người đã ra vào thăm viếng, chia buồn với gia đình. Theo lời kể của gia đình, Tốt nghiệp ra trường vào năm 2021, Trung úy Đỗ Văn Tú được điều động về công tác tại Công an thị trấn An Bài từ đó đến nay. Trong quá trình công tác, Trung úy Đỗ Văn Tú được tập thể chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn đánh giá là người nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, gần dân và sát dân. Nhắc đến Trung úy Đỗ Văn Tú, người dân thị trấn An Bài đều rất ấn tượng về cán bộ công an trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát không quản ngại nắng mưa vất vả đêm ngày để đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng trong truy vết dịch COVID-19 hay tận tình hướng dẫn, phục vụ nhân dân làm căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, trưởng Công an Thị trấn An Bài cho biết, Tú là cán bộ nhiệt huyết, gần gũi với dân, hòa nhã với đồng đội. Từ hôm em mất, nhiều người dân tại thị trấn An Bài đã đạp xe về tận quê nhà để thăm hỏi và phung viếng. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ về thăm nhà, anh Tú thường chia sẻ với người cha của mình về quyết tâm chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm, bảo vệ bình an cho người dân, mong ước được công hiến nhiều hơn cho ngành công an. Vậy mà mong ước, hoài bão ấy đã khép lại. Anh Tú hy sinh ở tuổi 25, để lại bao nhiêu nỗi xót xa cho gia đình và đồng đội ghi nhận sự anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho Trung úy Đỗ Văn Tú kể từ ngày 24 tháng 9. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quỹ Nghĩa tỉnh Đồng đội Công an Nhân dân cũng ký quyết định hỗ trợ đối với cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho cán bộ công an trẻ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn sẽ tiếp tục làm rõ nhân thân, lý lịch của đối tượng, làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, xác định ngoài hành vi giết người thi hành công vụ, đối tượng còn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Có thể nói, sự việc này đã giống lên một hồi chuông cảnh báo về đạo đức và nhân cách của một bộ phận lớp trẻ hiện nay. Vậy nên, nhà trường gia đình và các bên liên quan cũng cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức nhân cách giáo dục văn hóa cho thế hệ thanh thiếu niên đặc biệt đối với những đối tượng bất hảo thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật từ khi tuổi đời con rất nhỏ cần phải có những biện pháp kiểm soát phòng ngừa ngăn chặn ngay từ sớm để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với xã hội thông tin cập nhật mới nhất về các nạn nhân sau vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội, làm 56 người chết. Sau 16 ngày nhập viện, nạn nhân nặng nhất trong vụ hỏa hoạn vẫn đang hôn mê. Cụ thể, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Tấn, phó giám đốc trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết sức khỏe thiếu tá NVC, Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng, tức nạn nhân nặng nhất trong vụ cháy trung cư mini tại phố Khương Hạ, Hà Nội đã qua giai đoạn nguy kịch. Theo bác sĩ Tấn, Bệnh viện Bạch Mai đã tập trung mọi nguồn lực chạy đua với thời gian để điều trị cho bệnh nhân. Hiện tại, anh C đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn phải thở máy, chưa tỉnh vì tình trạng tổn thương não do ngạt khói, ngộ độc khí CO và thiếu oxy. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, anh C được cứu hộ đưa vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tím tái, ngộ độc CO2 nặng, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân đã được các bác sĩ trung tâm A9 điều trị, sau đó chuyển lên trung tâm hồi sức tích cực. Vụ cháy cướp đi sinh mạng vợ và hai con gái của anh C. Bệnh viện sẽ cố gắng để có thể cai được máy thở sớm cho bệnh nhân. Bệnh viện tiếp tục các biện pháp để hồi sức về hô hấp, thần kinh, chống nhiễm khuẩn, dùng kháng sinh chống nhiễm khuẩn hô hấp, dùng các thuốc điều trị tăng trương lực cơ. Bệnh nhân cũng được tập phục hồi chức năng hô hấp và vận động chính cứng khớp, loét do tỷ đề, đảm bảo dinh dưỡng và chăm sóc toàn diện. Ngoài bệnh nhân NVC, từ 22 tháng 9 đến nay chưa có bệnh nhân nào trong vụ cháy trung cư mini tại Thanh Xuân được ra viện. Các bệnh nhân vẫn tiếp tục theo dõi điều trị oxy cao áp trình biến chứng xa do ngộ độc CO2. Bên cạnh đó, dư luận cũng dành nhiều sự quan tâm với khoản tiền 110 tỷ đồng mà các mạnh thường quân quyên góp ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini sẽ được phân bổ như thế nào. Đại diện Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho biết sẽ lấy thêm ý kiến các bên liên quan và lãnh đạo thành phố về việc phân bổ số tiền này. Ngày 27 tháng 9, tại buổi thông tin về lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Tường trao đổi về kết quả kêu gọi hỗ trợ những nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở Phú Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đến nay, tổng số tiền tiếp nhận qua 3 tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình được công bố là hơn 110 tỷ đồng. Trong đó, riêng tài khoản tiếp nhận từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình, đơn vị cho biết có đến 12.000 trang sao kê số tiền ủng hộ các nạn nhân. Trước mắt, phường Khương Đình đã có hỗ trợ ban đầu để các nạn nhân có thêm nguồn lực ổn định cuộc sống. Theo ông Trường, quận Thanh Xuân sẽ phối hợp các đơn vị đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể theo từng hoàn cảnh, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ theo đúng phương châm là tiền ủng hộ của các tập thể, cá nhân được sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa lâu dài. Do số tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm rất lớn, nên theo ông Trường, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội thường xuyên đối soát với ngân hàng để đảm bảo bất kỳ một ai ủng hộ tiền khi đến hỏi đều sẽ có tên trong danh sách thống kê, việc tiếp nhận và hỗ trợ sẽ được công khai minh bạch trong thời gian sớm nhất lý giải về việc hiện vẫn chưa dùng tiền ủng hộ gửi đến các hộ gia đình và nạn nhân. Ông Trường cho rằng trong cứu trợ bao giờ cũng có hình thức cứu trợ kịp thời và hình thức cứu trợ bằng tính chất lâu dài. Trước mắt, thành phố đã bảo đảm những người bị thương đi cấp cứu kịp thời, lo hậu sự những người đã mất và phải đảm bảo những người may mắn thoát nạn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án hỗ trợ các nạn nhân. Ông Trường chia sẻ thêm, trong vụ hỏa hoạn có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, nên các cơ quan sẽ làm rõ thiệt hại của từng hoàn cảnh trong vụ cháy trung cư mini. Từ đó có mức hỗ trợ, phân bổ phù hợp đối với nạn nhân vụ cháy. Các hình thức cứu trợ phải đảm bảo cứu trợ trước mắt và cứu trợ lâu dài, đúng lúc, đúng thời điểm. Với số tiền lớn tiếp nhận được, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân sau khi hỗ trợ ban đầu sẽ tiến hành hỗ trợ một lần nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài cho các hộ dân. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành phương án hỗ trợ, quận Thanh Xuân sẽ báo cáo đơn vị liên quan để xem xét đảm bảo công bằng hay chưa. Từ đó đơn vị liên quan sẽ giải ngân tiền hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trung cư mini một cách công khai. Sau khi có báo cáo của quận, Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội sẽ họp lấy thêm ý kiến từ các bên liên quan và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo thành phố về việc phân bổ số tiền hỗ trợ này. Từ đó tiến hành giải ngân hỗ trợ cho các hộ có sự công khai ngay về mức hỗ trợ và danh sách người được hỗ trợ. Trước đó vào sáng ngày 22 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua nghị quyết cá biệt về hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy trung cư mini ở quận Thanh Xuân. Tổng kinh phí dự kiến cho hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy là 9,26 tỷ đồng, dành cho 7 đối tượng liên quan, lấy từ ngân sách thành phố và ngân sách quận Thanh Xuân. Với 56 nạn nhân tử vong, Hà Nội sẽ hỗ trợ cho đại diện thân nhân 50 triệu đồng trên một người, đồng thời hỗ trợ chi phí hỏa táng 10 triệu đồng trên một người, bao gồm chi phí vận chuyển theo thực tế, cùng các chi phí khác liên quan đến thủ tục gửi thi hài, hỏa táng, tổ chức tang lễ. Số tiền này sẽ được chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Phía các công ty bảo hiểm cũng đã có bản báo cáo 28 trong số 56 nạn nhân vụ cháy trung cư mini mua bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể, theo báo cáo ban đầu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm gửi đến Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính, tính đến ngày 19 tháng 9, có 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người, số chi trả bảo hiểm nhân thọ là khoảng 9,8 tỷ đồng, trong đó có bên chi nhiều nhất là 4,8 tỷ đồng, chi trả bảo hiểm phi nhân thọ, chủ yếu là bảo hiểm học sinh sinh viên, bên chi nhiều nhất là 140 triệu đồng. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cho biết, hiện nay doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả tiền bảo hiểm với tổng số tiền là 4,38 tỷ đồng. Các trường hợp khác đang làm các thủ tục bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm. Đại diện Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm cho biết, theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, một số trường hợp cả gia đình đều tử vong nên chưa xác định được người thụ hưởng. Một số trường hợp gia đình đề nghị đợi sau khi lo xong các thủ tục an táng. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm gặp khó khăn do chưa tra cứu được thông tin chính thức và đầy đủ về danh sách nạn nhân, tử vong, nằm viện điều trị để đối chiếu toàn diện với danh sách khách hàng tại doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó có thể hỗ trợ kịp thời cho khách hàng để nhanh chóng thực hiện thủ tục bồi thường bảo hiểm trả tiền bảo hiểm hiệp hội bảo hiểm việt nam cũng đã chuyển thông điệp nhờ đại diện của chính quyền địa phương khi trao đổi với các nạn nhân cũng thông tin tới các gia đình có tham gia hợp đồng bảo hiểm để có thể liên hệ với doanh nghiệp bảo hiểm hoặc hiệp hội bảo hiểm để được giải quyết nhanh chóng quyền lợi bảo hiểm Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đang đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo cập nhật tình hình giải quyết quyền lợi bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm và thông qua báo cáo của Hiệp hội, đảm bảo việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Trước đó, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29 gạch 70 phố Hương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum có nhiều người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã huy động hàng trăm chiến sĩ cùng người dân dập lửa, cứu nạn cứu hộ. Đến 0 giờ 15 phút ngày 13 tháng 9, đám cháy cơ bản được dập tắt. Các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Theo kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3m, thuộc tầng 1 bên trong khu chung cư mini. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực Bình Ác Quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng, loại xe tay ga đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ cơ quan điều tra. Cũng theo kết quả giám định, Lửa sau đó cháy lan vào các khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh, dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, một bình đã được sử dụng. Cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, chủ chung cư mini nêu trên. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận Thanh Xuân và Đảng ủy Phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.